Chà. Xin chào mừng các bạn đã đến với podcast tập 1 đầu tiên của Sunghi on Sunghi YouTube official YouTube channel. Đây là một cái video rất là nhẹ nhàng, nói chuyện với các bạn, trò chuyện với các bạn khán giả về rất là nhiều điều trong cuộc sống, lifestyle, sự nghiệp, career, những tình cảm vân vân. Và hôm nay Xuân Nghi có Quỳnh Đặng là một người bạn rất là tốt của Xuân Nghi và một người đồng nghiệp. Nghi mời Quỳnh đến đây hôm nay là tại vì hai chị em, mặc dù Quỳnh nhỏ Nghi rất nhiều tuổi nhưng mà Quỳnh với Nghi rất là hợp gu với nhau, cũng hai chị em cũng tâm sự rất là nhiều, nói chuyện rất là nhiều trong công việc, trong cuộc sống vân vân. Thì hôm nay hai đứa mình ngày chủ nhật rảnh rỗi muốn trò chuyện. Yeah, I don't know what I'm saying. Yeah, so it's the first podcast ever. Yeah. Xin chào mọi người. Mình là Quỳnh Đặng, mình 22, sắp 23 tuổi. Và mình đang là mình đang đi học và đi làm tại Los Angeles ở Mỹ. Mình là coworker của Xuân Nghi tại công ty. Cần nói công tên công ty không? FGM. FG Entertainment. Coworker của Xuân Nghi tại FGM. FG Entertainment, FGM. Yeah. So first of all, thank you Sunghi đã having me today. Yeah. Thank you Quỳnh so much for coming. Yeah, thì rất là random thôi. Thì hôm bữa Sunghi nói là chị thích làm cái podcast quá. And then Quỳnh cũng kiểu, em cũng rất thích được làm podcast. Like em thích được nói chuyện với mọi người. Thích được nói chuyện với Sunghi. And then cũng thích được có dịp để mà chia sẻ những cái điều trong cuộc sống. Bình thường là chỉ có em với Xuân Nghi nói chuyện với nhau thôi. Hôm nay là có người lắng nghe nữa và hy vọng là các bạn cũng sẽ tìm thấy được một chút gì đó rất là related, rất là tìm thấy bản thân mình, nghe được những chuyện mình cần nghe trong podcast của Xuân Nghi, của mình. Thì đó giờ thì rất là nhiều các bạn khán giả, các bạn followers của chị hay mỗi lần chị làm questions hoặc là bất cứ cái gì đó, có ai muốn tâm sự với chị nghe không, thì các bạn rất là hay vào hỏi Xuân Nghi về vấn đề sự nghiệp nè, rồi theo đuổi đam mê, theo đuổi con đường âm nhạc như thế nào, và quan trọng nhất là đi học ở Mỹ thế nào, rồi trong cuộc sống với lại chuyện tình cảm nữa. Thì nhiều khi mấy bạn cũng hay sao chị quen bạn trai lâu quá, hay quá, kiểu vậy. Thì có rất là nhiều bạn có nhiều câu hỏi cho Xuân Nghi vậy, và mình cảm thấy là trả lời trong story Instagram thì không có đủ. Nghi muốn nhân cái dịp này, cái podcast này, mình có thể có rất nhiều bạn gửi về cho Nghi những câu hỏi, những cái thắc mắc vân vân, và Nghi và mình có thể trao đổi nó để you know, it's not like one problem, one personal problem. Everyone can relate to it. So yeah, với lại nhiều khi ở có một cái topic, một câu chuyện mình lắng nghe từ nhiều phía khác nhau thì nó cũng sẽ hay hơn từ một phía. Vậy Xuân Nghi đây là nói cái gì quên rồi. No, it's okay, keep going. No, I was about to say like giống như là Xuân Nghi là ca sĩ nổi, cũng là ca sĩ, cũng là người của công chúng. Bình thường. Thì nhiều khi cái perspective nó khác so với một người bình thường như mình. Mình là đại diện của những người bình thường như mọi người. Thì maybe perspective nó sẽ khác một chút. Thì hopefully it's helpful for everyone. Chứ thực ra nhưng mà chị khi ở Mỹ thì chị cũng là như mọi người thôi, đâu có khác gì lắm đâu, nhưng mà cũng tại vì có nhiều bạn có muốn có cái perspective của những người từng trải những cái trải nghiệm ví dụ học ở Mỹ, làm việc ở Mỹ vân vân. Thì Quỳnh cũng mới qua đây được, Quỳnh đi học ở đây được bao lâu rồi hả? Em qua đây từ năm 2015 tới giờ cũng gần 6 năm rồi. A long time. Thì nói chung là dạ, nhưng mà em nghĩ là tùy mỗi độ tuổi, thì mỗi năm, mỗi độ tuổi mình qua thì nó sẽ có những cái vấn đề khác nhau. Oh yeah. Ủa em qua lúc mấy tuổi? Em qua hồi em học lớp 12. That's perfect. Nhưng mà cũng hơi trễ. Hơi trễ, nhưng mà tại vì em thích cái đi học ở Việt Nam cho nên em không có muốn qua sớm. Ba mẹ em cũng không có muốn em đi qua sớm, tại vì chưa có sự chuẩn bị kỹ càng á. Tại vì em đi học chứ không phải giống Xuân Nghi là Xuân Nghi đi với gia đình mà. Đúng rồi. Thì ba mẹ em cũng muốn là em được prepare tâm lý kỹ càng một chút, rồi có cái trình độ em qua đây cũng ok một chút thì mới cho em qua. Chứ cũng không muốn là em qua đây nên em phải tự bơi rồi tự tìm. Lớp 12 là kiểu vừa tốt nghiệp là vừa chín luôn á. Mà Quỳnh là gọi là học
sinh của trường Lê Hồng Phong, chuyên Lê Hồng Phong Sài Gòn đó nha các bạn. Thì đây là Lê Hồng Phong và đây là Nguyễn Thị Minh Khai. Coi như là bọn mình có coi như học cấp 3, chị thì có cả cái trải nghiệm học cấp 3 ở Việt Nam lẫn Mỹ. Thì chị thấy thường thường các bạn mà qua cái khoảng vừa cấp 3 là năm lớp 9 bên này thì nó có nhiều cái lợi thế hơn các bạn qua năm 12. Kiểu như là em học ở đây, khi mà em được học một cái trường ở đây, không biết public hay bán công hay gì, nhưng mà nó có, em có 4 năm lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, tại bên này cấp 3 là 4 năm. Thì em có thời gian em trau dồi, em build up được cái portfolio, cái resume của mình để vô được những cái trường đại học tốt ở bên này. Thì thường thường là vậy đó, bên này nhiều nhiều bạn qua cứ đúng lúc như vậy thì nó dễ hơn là những bạn qua lỡ cỡ. Chị thì qua năm lớp 11, 10, 11 gì đó, cũng hơi lỡ cỡ một chút xíu. That's why chị không có chuyển thẳng vào đại học mà chị phải học community college, xong rồi chị phải đi vòng lên. Thì tại vì những cái điểm ở bên đó chuyển qua, em cứ tưởng tượng coi học lớp 10, lớp 11 bên đó 7,8 phải là cũng ok lắm rồi nha. Mà qua đây bị C, thành C với B. Thế là điểm của chị qua nó không được tốt lắm. Mà thì that's why chị học xong lớp 12 ở bên này, rồi chị học trường art, chị học chuyên về nhạc nhiều. Thì xong cái chị phải chuyển lên community college chị học để build up lại hai cái năm đó. Với lại một lý do nữa là tại vì chị cũng save up tiền học community college. We'll talk about it later. Kiểu a trick to, for people to kiểu đi học đại học ở bên này. Thì cho nên là rất là lỡ cỡ. I wish I could go over here ninth grade or something. Hoặc là sau 12 luôn. Thì em qua đây là em thẳng lên đại học luôn hay sao em đang? Thật ra em là có trải nghiệm khác với chị Nghi. Tại vì qua đây là em vào em học xong lớp 12 thì em vào community college em học. Tại vì nó cũng dễ hơn cho những bạn ở Việt Nam mà muốn apply qua bên Mỹ học á. Thì community college nó là một cái là trường cao đẳng, nó dùng là trường cao đẳng, nó là một cái bước đệm rất là tốt để mà du học sinh như em qua đây học. Tại vì nó là nó học phí nó tiết kiệm hơn. Học phí nó rẻ hơn, and then mình có cơ hội để mình làm quen trước với cái môi trường học tập bên này nó như thế nào. Tại vì thật sự là rất may mắn, em nghĩ là community college nó rất là hay đối với em, cá nhân em. Tại vì nếu mà em nhảy thẳng từ high school ở Việt Nam mà em qua đây em học liền ở một cái university lớn ở Mỹ, mặc dù tiếng Anh của em cũng ok, nhưng mà cái cách học á, cái môi trường học rồi cái môi trường sống nó rất là khác. Thì em nghĩ là community college nó là perfect với em lại lúc đó, tại vì nó cho em cái cơ hội để mà em làm quen được với lại cái nhịp sống ở bên này, rồi cái cách học của bên này nó rất là khác. Thì em học community college em học cũng 3 năm, tại vì em có đổi major giữa chừng. Ủa giờ em đang coi như hồi đó em học major gì mà em đổi? Hồi đó em theo mình cứ nói đi ha. Hồi đó theo ba mẹ em thì em học accounting. Oh really? Yeah. Không, em học accounting à? Surprise. Thì tại vì lúc đầu ba mẹ, tại vì thật ra thì ở Việt Nam em cũng không có một cái idea là mình thích cái ngành gì hết. Mình thích một cái ngành gì hay mình muốn theo đuổi cái gì. Thì qua đây thì nghe mọi người nói là học accounting thì có background tốt thì dễ có việc làm. Đúng rồi, bên này thường là học những cái ngành. Thật ra lúc đó ba mẹ em suggest là học y. Học y hoặc là học accounting, nhưng mà em chắc chắn em không học y rồi đó. Tại vì em không có, em bị sợ máu. Em nhìn thấy máu em bị chóng mặt. Cho nên là, với lại em không có học giỏi bên khối B ở Việt Nam. Khối B là xin quản lý sinh. Bác sinh buồn. Nói chung là em không học giỏi cái bên chuyên môn cái môn tự nhiên. Sinh gì đó. Em không có giỏi bên môn tự nhiên mà em giỏi về toán, em cũng ok một chút. Khối đề. Me too. Nhưng mà ba mẹ lúc đó mới qua thì cũng không biết, lúc đó bỡ ngỡ, cũng không có biết là phải học cái gì hết. Thì ok, ba mẹ nó học accounting thì em học accounting. Em học được một năm thì em cảm thấy là wow. I know, trời ơi, chị học có một lớp accounting thôi là chị. Oh my god, em học một năm em không có hứng thú với cái ngành này. Em không có, em với lại em lúc đó em suy nghĩ là em không thể, nếu mà học ngành này mà đi ra làm ngành này thì em nghĩ là không được, chắc không được đối với em rồi. Thôi mà em mới đổi, thì em cũng đổi vòng vòng, em học psychology là học tâm lý học. Nên em đổi, cuối cùng em dừng chân tại communication là học, nói gì phải tiếng Việt là gì? Truyền thông. Truyền thông. Truyền thông, dạ.
thì right. Hợp với em nghĩ là ok. Em nghĩ là cuối cùng thì làm creative. Em nghĩ cuối cùng thì mình đi vòng vòng thì mình cũng trở về đúng với con đường của mình. Nên bây giờ em transfer lên rồi, transfer lên university, cái ở Long Beach. Thì hiện giờ em đang học communication. Mà công việc của em, nói sơ với mọi người luôn là công việc của Quỳnh ở Quỳnh, Quỳnh và Nghi đang làm ở một công ty giải trí, thì Quỳnh thiên về creative nè, content nè, cũng hơi marketing, hướng marketing một chút xíu. Thì em có thấy cái ngành học communication nó có support gì cho công việc của em hiện giờ không? Có, em nghĩ là có nhiều. Tại vì thật ra là cái marketing cũng là cách để mình communicate, là mình truyền thông đến cái người khách hàng của mình như thế nào. Thì communication thì nó cũng somehow một phần thôi, một phần nó không có thể là chuyên ngành như marketing, nhưng mà nó một phần nó giúp em là mình hiểu thêm cái cách mà mình phải truyền thông cái sản phẩm như thế nào để mà khách hàng họ có thể tiếp nhận một cách hay nhất, một cách gọi là truyền thông được cái sản phẩm của mình phổ biến nhất. Thì nó rất là relate với nhau, nhưng mà cũng có những cái trong đó nó không có relate lắm. Nhưng mà thì không bố mày ngang thì cũng bố mày giống. Không bao giờ dư đúng không? Với lại em minor in marketing. Em minor in marketing rồi psychology nữa. Coi như, nhưng mà rất rất là helpful luôn. Toàn là dính với nhau á, nhìn như tưởng không liên quan nhưng mà liên quan rất là nhiều với nhau. Thì sẵn tiện đây chị có hôm qua chị có post một cái story để các bạn tâm sự với chị về mọi chuyện anything, thì nói về cái ngành học rồi cả chuyển ngành này nọ cũng vậy đó. Thì chị có những cái câu hỏi từ rất nhiều bạn nói về cái vấn đề này, thì để chị đọc cho em nghe thử nha. Mình nói với nhau. Ok, có những cái bạn, rất là nhiều bạn là nhắn chị thế này: chị ơi, em chưa biết bắt đầu tìm kiếm công việc sự nghiệp của mình như thế nào ở tuổi 20. Rồi chị ơi, em học được 2 năm rồi, nhưng mà em học được đại học năm 2 rồi mà em thấy nản quá, em muốn nghỉ lâu rồi mà cứ do dự mãi, có nên nghỉ không? Rồi có rất nhiều bạn kiểu như em học 2 năm, em học 2-3 năm rồi mà em thấy cái ngành em không thích mà em ngại chuyển, tại vì you know halfway there rồi thì em phải làm sao đây. Rồi có rất nhiều bạn, nói chung là học đại học là một chuyện, lớp 12 thì dễ rồi, không biết ngành này ngành kia thì mình còn có nhiều cơ hội mình thử để mình coi mình thích cái gì. Rất là nhiều bạn almost done rồi, xong hết rồi, nhưng mà không có thích cái ngành học của mình và cũng không biết là sau này ra làm cái gì. Thì nói chung chị thì chị hơi may mắn là tại vì cái ngành gì chị học hai ngành duy nhất, đó là music industry với lại marketing. Thì rất rất là may mắn sau khi hiện giờ thì chị đang làm hai cái công việc nó liên quan đến cả hai ngành. Nhưng mà chị cũng muốn chia sẻ với mọi người là right after college I didn't have the chance to do all that at all. Chị cũng struggle, chị không biết là chị muốn theo đuổi cái sự nghiệp khác, hay là chị muốn làm business, hay là chị muốn làm một cái gì đó liên quan đến marketing nhưng mà remotely liên quan đến cái đam mê của mình thôi, hay là I really don't know what to do at all too. Thì chị cũng struggle rất là nhiều. Chị về Việt Nam cả năm trời để thử sức mình. Rồi chị thử rất nhiều công việc khác nhau. Hiện giờ, ngay cả hiện giờ, một trong những cái công việc của chị nó không liên quan gì tới ngành nhạc hết luôn á. Thì em có suy nghĩ gì về cái việc mà Cause you're right now, em cũng đang Đi học và vừa đi học vừa đi làm. Và em cũng muốn em cũng suy nghĩ tới chuyện là sau này em sẽ làm cái gì, làm cái career của em đúng không? Thì em có muốn chia sẻ gì và muốn kiểu như là khuyên các bạn follower của chị không? Về cái vấn đề đó. Dạ, em nghĩ là em thì khuyên thì em không dám khuyên, tại vì em cũng đang nằm ở, em nghĩ là ở độ tuổi như em cỡ chừng 20 tới 23, 24 trước khi mà mình tốt nghiệp đại học á, thì lúc nào mình cũng có những cái thắc mắc, những cái băn khoăn là ồ, không biết cái ngành học này nó có thích hợp với mình không, hay là mình học ngành này ra mình lại làm cái gì. Nên cũng sẽ có những người giống như em, hồi nãy em chia sẻ là em học cũng được một năm ở cái major đó rồi, nhưng mà em cảm thấy là ồ, nó không phải dành cho mình. Nhưng mà em biết được là ở học ở Mỹ nó khác học ở Việt Nam một chỗ, là ở Mỹ cái môi trường học college, university, mình có thể mình chuyển cái ngành của mình, miễn sao nó nằm chung một cái khung khổ của một trường đại học. Nhưng mà ở Việt Nam á,
Trường đại học thường thường nó hay là chuyên chuyên về một ngành hơn, ví như trường đại học khoa rồi. Học và tài chính hay là trường đại học sư phạm hay học kỹ thuật hoặc là khoa học tự nhiên thì nó khác như vậy. Hay là mình quay lại đi, là từ từ năm, tại vì Xuân Nghi ở đây, chị Nghi là tham gia nghệ thuật từ nhỏ, cho nên chị Nghi cũng somehow là chị Nghi có một cái định hướng, mình thích làm nghệ thuật, mình có năng khiếu về nghệ thuật, mình muốn theo đuổi con đường này, cho nên là chị Nghi cũng đi học những cái trường cấp 3 là trường art, trường nghệ thuật cấp 3, rồi chị Nghi tiếp tục học nhạc lên tới đại học. Nhưng mà với em đi như một người bình thường thì em cảm giác như là hồi ở Việt Nam á, hồi học cấp 1, cấp 2 lên cấp 3, em không có nhiều cái sự cơ hội để mà mình khám phá ra được cái điểm mạnh của mình ở đâu, điểm yếu của mình ở đâu và cái sở thích của mình là gì. Tại vì nếu mà những bạn đến từ những cái môi trường như là những đối với những bạn ví dụ gia đình bình thường giống như em thôi thì thật sự rất là khó để mà mình định hướng được một cái sở thích hoặc là một cái đam mê của mình. Trừ khi nào có đam mê nó rất là mạnh, như những bạn giỏi, cực kỳ giỏi về nghệ thuật, giỏi hát, giỏi nhảy, giỏi đàn, giỏi vẽ, thì cái đó thì nó là một cái blessing của bạn đó. Nhưng có mấy người như em đi thì em cũng struggle rất là nhiều khi mà mình không biết là mình phải học gì hết, trong khi từ nhỏ đến lớn mình không biết là mình không có ai chỉ mình là mình giỏi cái này, cũng không có ai chỉ mình là mình con giỏi khoảng này nè, hay là con rất là thiên phú được ở nói chung là con rất là hay ở khoảng này thì con nên học khoảng này đi. Nhưng mà ở Việt Nam thì em không có cơ hội như vậy, em không có cơ hội được tìm hiểu về bản thân mình, không có cơ hội tìm hiểu về những cái ngành nghề xung quanh mình. Mà thú thật với em, ngay cả chị đồng ý là từ nhỏ là mình biết mình thích gì, mình hát, rồi ba mẹ chị thì supportive kinh khủng luôn. Nhưng mà lớn lên I have self-doubt too. Kiểu như là chị, ngay cả bây giờ chị biết là chị không phải là một ca sĩ xuất sắc gì hết. I'm not like crazy talented, extraordinary hay là làm thần đồng hay là gì, không hề luôn á. Coi như ngay cả lúc học cấp 3 cho tới lên đại học, chị vẫn rất là struggle, là chị không, thậm chí chị nếu như càng lớn mình càng thực tế hơn nữa thì chị không thấy được cái tương lai nó promising cho chị ở cái vấn đề performing, kiểu làm sự nghiệp ca hát. Chị vẫn rất là kiểu, ngay cả mình đã biết mình muốn làm gì rồi thì mình cũng không biết là ở trong đó mình sẽ làm cái, mình đi hướng nào. Thì chị cũng sốt rồi lắm chứ đâu phải là nói chi là các bạn kiểu mình không biết mình sẽ làm cái gì. Nhưng mà ở Mỹ được cái là khi em biết em cái big picture của em á, cái ngành nghề của em á, em muốn làm ở trong cái gì, ví dụ trong ngành phim hay trong ngành music hay là trong ngành marketing hay bất cứ gì, thì nó có cái nhiều cái niche, nhiều cái đường đi lắm đúng không, chứ không có như ở bên Việt Nam thì chị không có rành lắm ở bên đó. Em nghĩ ở Việt Nam cũng như vậy thôi. Thì em nói quay lại câu chuyện của em hồi nãy, thì nhiều bạn giống như học lớp 12 lúc mà chọn định hướng nghề nghiệp vẫn không biết mình muốn làm gì. Thì nếu hồi em ở Việt Nam cũng vậy, em cũng không biết em muốn làm gì hết, thì nghe lời ba mẹ khuyên, cô giáo, thầy giáo khuyên là học ngành này đi sẽ có việc làm dễ, học ngành kia đi thì có nhiều cơ hội trong tương lai hơn, thì lúc đó em bị động. Em nghĩ nhiều người cũng vậy, trong thế bị động là mình cứ đi theo thôi. Thì nó sẽ nhiều trường hợp, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là mình đậu vào trường đại học đó rồi, mình chọn cái major đó rồi, chọn ngành đó rồi, nhưng mà vào đó mình học một thời gian mình cảm thấy là mình không thích cái ngành đó, cái ngành đó không dành cho mình. Mà ở Việt Nam thì nó lại khó cho các bạn, là các bạn không có được lựa chọn lại. Ví dụ như ở Mỹ thì ví dụ em hồi đó em học accounting mà em không thích nữa thì em có thể chuyển thành ngành anything, communication or một ngành nào đó khác, miễn sao nó nằm trong cái khuôn khổ của trường đại học đó. Nhưng mà ở Việt Nam thì các bạn đã đỡ, khi mà đậu vào một trường đại học rồi, đại học công lập nha, em không nói đến những cái đại học tư nhân, thì các bạn, em nghĩ là không, rất là khó cho các bạn để mà chọn một con đường khác á. Thì mà do you think it's too late for them to do something about it, kiểu đổi ngành rồi đổi trường thế này kia, hoặc là thậm chí đi làm thử rồi quay lại học? Is it kind of, kiểu ở bên nó có nhiều áp lực, nó nhiều responsibility á, thì em thấy ở đâu cũng có responsibility anh chị. Even ở đây mình bị nặng một cái là tài chính.
Ở đây một cái là mình nói là dễ, mình chuyển thì được thôi, nhưng mà cái tiền học mỗi năm nó rất là cao. Mình chuyển vào nguyên ngành cũng được, nhưng mà quan trọng như mình bỏ phí luôn, coi như là mình bỏ phí hết những gì mình đã học và bỏ phí cái tiền mình đã đóng tiền học. Thì ở em nghĩ ở đâu cũng vậy thôi, ở đâu mình cũng sẽ có những cái trách nhiệm riêng, những cái responsibility mà mình phải chịu. Nhưng mà em nghĩ sau một khoảng thời gian mà em cũng struggle, em học hết ngành này ngành kia rồi em tìm hiểu coi em thích này thêm thích cái kia, thì em cảm giác là, và em cũng nghe được lời khuyên từ nhiều người, nhiều người đến từ những cái major khác nhau, những công việc khác nhau, thì ai cũng nói với em một câu là mày học đi rồi ra mày không có làm cái ngành gì liên quan tới ngành mày học đâu. Thường thường là vậy á, đa số là vậy á. Sau lúc đầu em cũng nghĩ ủa sao kỳ vậy, tại sao, tại vì lúc nào ở mình cũng có suy nghĩ là mình học cái này chắc chắn mình sẽ ra làm ngành này, giống như mình học y thì chắc chắn mình ra mình làm bác sĩ, hay mình học business chắc chắn mình ra mình làm trong business. Nhưng mà tại sao ai cũng nói với em là mày học đi, mày có chắc gì mày ra mày làm cái ngành này đâu, đúng không? Thì sau này, ý là bây giờ thì sau khi mà em cũng struggle, em đi hỏi người này hỏi người kia, nên em cũng tự bản thân mình tự đi kiếm công việc này kiếm công việc kia, thì em thấy là nó đúng thiệt. Tự nhiên nó sẽ tới với mình à, cái ngành nó sẽ tới với mình à. Nghề chọn người. Nghề nó chọn người, chứ người đâu ai chọn đi làm. True. Người ơi chọn đi làm, có lý nhỉ? Chung là thật ra là nghề nó chọn người, còn cái bằng cấp nó quan trọng thật, nhưng mà nó chỉ là một cái tool. Bật máy in lên. Và cái formula đó giờ của chị là chúng mà chị cân bằng hai thứ, một là đam mê hay là tài chính. Thì ý chị nghĩ là mình nên balance giữa cái đam mê và cái tài chính của mình. Nhưng mà còn cái công thức, cái formula cho cái sự balance đó thì tùy thuộc vào mỗi người. Giống như có những người là họ muốn giàu hơn một chút. Rồi các bạn đó họ ambitious hơn. Họ muốn giàu rồi họ không cần phải làm những cái ngành nghề họ thực sự thích, miễn sao là họ có tiền thì it's okay for them. Còn những người là giống chị nghe nói là mình cứ thỏa đáng với ba mê của mình, còn tiền bạc là chuyện đến sau. Đúng không? Thì miễn sao là mình balance ra lại. Còn cái công thức của cái sự balance, của cái sự cân bằng đó là tùy thuộc vào mỗi người. Tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Còn đối với những người mà họ như em hồi xưa đi, không biết mình đam mê cái gì, không biết mình thích cái gì luôn thì sao? Thì cứ đâm đầu, cứ đi thẳng vậy thôi hả? Chị không có recommend là cứ đâm đầu đi hẳn, mặc dù mình miserable, mình không cảm thấy hạnh phúc gì hết. Thì em phải cho em, cho phép em thử sức thôi. Cái đó là the only thing that you know, right? Phải thử, phải, that's why người ta mới có cái chuyện thử việc, mới có cái chuyện internship, mới có cái chuyện là đổi ngành, đổi nghề. Thì tại vì chị thấy cái chuyện thử việc trong lúc đi học nó quan trọng. Chỉ có nhiều bạn, chị có nhiều bạn check được app gì đi làm để coi làm thế nào. Thậm chí bây giờ chị đã đi làm được cũng gần một năm, thì chị rất là muốn cho dù thêm đi về trường lại để học những cái skill mà chị muốn nó bồi bổ cho công việc của chị. Thì bởi vậy cho nên chị thấy không có, em không có thể nào biết thử gì nếu mà không thử. Thì if you don't know anything, just try to pick one, pick a random career. Thì giống rồi nhà đi lên học tìm tỏ online everything thì em chắc chắn không sớm muộn mà em cũng sẽ tìm được một cái gì đó. Em at least thích 20% right, đâu có cái gì mà nhanh lấy, you don't like anything. So yeah, nhưng mà quan trọng nhất là em cứ phải làm sao. Dạ, thì em là người từng thích một năm gap để mà em thực sự tìm thấy được những gì em thích. Vậy đó. Tại vì hồi trước em học communication vậy thôi chứ em cũng không thực sự thích nó đâu. Nó cũng là cũng có thú đó, nhưng mà nó không phải là kiểu là 100% tin tưởng và mình sẽ chắc chắn mình sẽ đi theo cái ngành này. Cho nên lúc đó em là học ngành communication là ngành chính, còn cái minor nhỏ của em là in psychology. Psychology là một ngành em rất là thích. Sau đó em take một năm gap, một năm em đi làm. Em đi làm vòng vòng. Thì đó là một năm đó thì em đi làm, em vào, em được nhận vào FGN với chị Nghi nè. Là mới, có mới đây thôi. Mới đây thôi, năm ngoái. Chị rất là thích Quỳnh cái là tại vì em vừa đi làm vừa đi học. Hồi đó thì chị chỉ được thử việc thôi. Thì cái là bắt buộc trường ép đi học kiểu như hơi hơi kiểu ép buộc một chút xíu. Mà chị rất là thích khi mà em làm được rất nhiều công việc mà công ty mình làm rất nhiều luôn, mình làm công ty vẫn còn grow, đúng không? Cho nên là mình
làm rất là nhiều thứ khác nhau và em figure out được em thật thích cái gì. Thì cũng là một cái may mắn của em khi mà em vào công ty, em được thử ở nhiều vị trí khác nhau. Và then khi mà em làm trong cái phòng bình tĩnh gì quá đấy, creative, FGN creative room. Khi mà nói chung là đó cũng là một may mắn của em, khi vào công ty em được thử sức với nhiều cái vị trí khác nhau. Nhưng mà khi em được làm trong cái lĩnh vực mà sáng tạo nội dung thì em có thấy nó thích hợp với em. Và em có nhận ra là em có cái điểm mạnh ở đó. Đúng rồi. Em có điểm mạnh ở đó. Thì that's why khi mà em quay trở lại trường, khi mà em transfer lên đại học á, thì em biết chắc chắn là em học communication and minor in marketing. Là em biết chắc chắn luôn, tại vì nó thật sự là em thích. Em tìm ra được trong cái khoảng thời gian cứ loay hoay em nghỉ một năm không đi học nữa, nên mà thật sự là nhìn lại bản thân mình rồi tìm, giống như chị Nghi nói, thử một cái gì đó. Thì em cũng thử một hai lần không được, lên lần thứ ba, lần thứ tư thì chắc chắn sẽ tìm ra được một cái thứ gì đó mình cảm thấy là mình thích. Với lại em cảm giác như là em cảm sau đó thì em nhận ra được là cái bản năng của mình đó, nó luôn nằm ở trong người mình. Những cái điểm mạnh, những cái sở thích của mình nó luôn nằm ở trong mình. Chỉ là qua cái môi trường mình sống, qua cái môi trường giáo dục mình phải trải qua, mình không có được cơ hội để mình tìm hiểu ra nó. Giống như khi bây giờ em học marketing, em học communication, em làm trong lĩnh vực creative, thì em nhìn lại là thật ra là những cái thứ đó nó đã có trong em từ rất lâu rồi. Từ nhỏ em đã rất là thích coi quảng cáo, em đã thích hay suy nghĩ là những cái nội dung trong đầu em viết rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó em chỉ nghĩ là đó chỉ là một cái thứ bình thường thôi, mà không nghĩ mình có thể phát triển nó thành một cái ngành nghề hay là một cái ngành mình học. Nhưng mà sau này mình đi vòng vòng một hồi, mà khi mà mình nhìn lại chính mình thì nó đã nằm sẵn trong người mình từ lâu rồi, chỉ có điều là mình không có cơ hội mình thử nó, mà mình thật sự tìm thấy nó thôi. Đúng rồi. Thì những nhà exact phải thử hết, và phải ngay cả trong một ngành nhạc cũng phải thử rất là nhiều thứ mới biết mình muốn làm cái gì ở trong cái ngành nhạc. Thì chị thấy Quỳnh có một cái thế mạnh, chị Quỳnh bây giờ là lyricist của Xuân Nghi. Bữa cái hình nổi ta chưa biết được bài nào đó, có khoai giới thiệu đoạn đó đi chưa biết. Lyricist còn chế thì bao ok chưa. Nói trước bước không ra. Ok, nhưng mà đó có những gì, bất cứ những gì liên quan tới viết, lách và sáng tạo nội dung thì mình rất là mạnh. Thì đó là cái ví dụ điển hình cho các bạn thấy em phải thực sự biết em thích cái gì, em muốn cái gì ở trong thâu thẳm của em. Có rất là nhiều hướng. Tại chị thấy ở Việt Nam đó, mọi người bị có một cái nghề này mọi người hay bị một cái là học cái này, ví dụ học y là phải ra làm bác sĩ, nhưng mà mình có thể mình học y mình có thể vận dụng cái sự mình những cái kiến thức mà mình học trong cái một ngành y dược của mình, để mà mình ra mình mở một cái công ty chuyên về dụng cụ y dược, hoặc là một cái gì đó liên quan tới những cái kiến thức mình học. Nó sẽ có nhiều đường đi đến sự thành công hơn là chỉ có một đường thẳng. Giống như nhiều người nghĩ là học âm nhạc chỉ có thể ra được làm ca sĩ, nhạc sĩ thôi, nhưng mà không. Xuân Nghi ở đây là một ví dụ, là chị học nhạc nhưng mà chị làm business về nhạc. Nó chị làm manager, chị làm về tổ chức concert. Yeah. Mà em thích nhạc thì em cũng làm luôn ở trong nhạc. Đúng rồi. Như vậy nó rất là nhiều đường. Nhưng mà quan trọng nhất là tại vì ở Việt Nam mình không có cái điều kiện, cơ hội để thử rất là nhiều cái niche như vậy. Bởi vậy cho nên là đấy là một cái thế mạnh được đi học ở nước ngoài và chọn cái một cái trường đúng, một cái ngành đúng với những gì mình muốn, mình thích. Đấy thì nhưng mà thật sự ở Việt Nam bây giờ em cũng cảm thấy là mình có nhiều cơ hội để tiếp xúc với thông tin nhiều hơn nhiều lắm rồi đó. Nhiều hơn hồi xưa lúc mà em còn đi học cấp 2, cấp 3. Tại vì em vẫn còn gia đình ở Việt Nam, những đứa em nhỏ của em ở Việt Nam á, thì bây giờ mấy đứa nít tụi nó có thể là không được chung tụi nó à. Thế là mấy bạn nhỏ bây giờ có thể là lên YouTube tìm thấy một thông tin gì đó hay để mà lắng nghe là rất là dễ. Dễ hơn mình hồi xưa. Dễ hơn mình hồi xưa rất là nhiều. Hồi xưa mình không biết gì, lẽ gì em không biết thế giới bên ngoài này có gì nữa. Mình chỉ biết là mình học ra trường rồi xong rồi mình lên trường đại học. Trời theo đó, ý ba mẹ của mình vậy thôi. Nhỏ lắm luôn, nhưng mà kêu hồi xưa em không biết gì hết trơn. Không, nhưng mà công nhận bây giờ em muốn cái gì em lên mạng em đều tự học, tự tìm tòi được hết.
thì ví dụ điển hình là bây giờ mình dạy ở Việt Nam á, tụi mình những các bạn producer rồi quản lý manager khi đều tự tìm tòi tự học hết, đâu có ai trường lớp dạy cho các bạn đúng ý những gì các bạn ra làm đâu. So yeah, chính là bản thân mình tự muốn cái gì đi đến chợ, chỉ có đi thẳng thôi, cố gắng tập trung đi đúng một đường mà muốn, và có rất nhiều option để có thể đến với cái đó. Yeah. I guess. À, có một bạn nói là tháng 4 này em bay ra nước ngoài để du học nhưng em vẫn còn sợ mình có chút lo lắng. Actually chị nhận được rất là nhiều tin nhắn như vậy, và em rất là sợ khi mà tự lập á thì bước ra để ở một mình thì em rất là lo lắng, rất sợ. Thì em tự lập được bao lâu rồi? Năm sáu năm. Sáu năm năm rưỡi. Thì em phải nói sợ là một trạng thái rất là đương nhiên. Khi mà mình phải xa gia đình, đi đến một nơi mà hoàn toàn mới, mình không biết nơi đó là đâu, mình chưa biết nơi đó sẽ như thế nào, mình chưa biết môi trường sống như thế nào, nên không có cái gì quen thuộc đến mình hết, thì sợ là tâm lý rất là bình thường, không ai là không sợ hết trơn á. Mặc dù người ta có excited tới đâu thì cũng phải sợ thôi. Nhưng mà how sợ? Em sợ sao? Sợ là đây theo kiểu là nói chung cũng lo hả? Sợ đây giống như là chuyện gì sẽ xảy ra đây, rồi sẽ như thế nào. Đó là những cái câu trả hỏi mà không có thể nào có ai trả lời được cho mình đó. Even ba mẹ cũng chỉ là ờ không sao đâu con, rồi từ từ cũng sẽ quen. Nhưng mà quen với cái gì? Đúng không? Mình còn chưa biết cái gì để mình quen. Quen với cái gì thì sợ là rất là bình thường, ai cũng sợ. Nhưng mà đừng có để cái nỗi sợ đó trở thành cái rào cản để mà ngăn mình adapt với lại cái môi trường mới của mình. Sợ nó cũng có nhiều cách để mà đối phó với cái nỗi sợ đó. Có những người sợ lại sợ quá, mình không muốn ra ngoài đường đâu, mình không xuống nói diện với nó. Mình sợ quá, mình không giỏi tiếng Anh, mình không bao giờ nói tiếng Anh đâu. Thì nó khác. Còn có những người là sợ, mình sợ quá thì mình phải làm sao để mình bớt cái sợ đó bằng cách nào mình trau dồi tiếng Anh nhiều hơn, mình thử nghiệm nhiều hơn, chứ mình cứ chuẩn bị. Nói chung là em nghĩ là đối với những bạn mà vẫn còn đang rất là sợ sệt khi mà chuẩn bị phải bước sang một môi trường mới để học hay để ở hay để sống, thì mình cứ chuẩn bị tốt nhất mình có thể. Chuẩn bị ở đây em nghĩ là nên chuẩn bị trước về tiếng Anh, về ngôn ngữ. Về ngôn ngữ là một chuyện rất là cần thiết. Mình có thể tìm hiểu về văn hóa, ngôn ngữ của cái nước họ. Rồi chuẩn bị cái chỗ môi trường sống của em như thế nào, cái trường lớp như thế nào, cái khu đó thế nào, nói chung là phải chuẩn bị. Rồi chuẩn bị tâm lý, đỡ stress hơn rất là nhiều. Chuẩn bị tâm lý. Với lại một cái điều mà theo kinh nghiệm của em á, em muốn nhá, là để bản thân mình có thời gian để mà thích nghi với cái môi trường mới. Đừng có cần có cố gắng force bản thân mình phải là thay đổi hoàn toàn để mà thích nghi trong thời gian sớm nhất. Tại vì nó có thể là mình có thể thích nghi được đó, nhưng mà nó sẽ không tốt cho cái mental health của mình. Tại vì em đã từng ở đó rồi, em đã từng ở trong vị trí đó rồi. Khi mà em mới qua Mỹ, em cũng cố gắng là mình phải làm sao cho mình thích nghi nhanh nhất có thể. Mình phải làm sao mình dress, mình mặc đồ giống như mấy bạn bên này, giống người ta. Mình phải sử dụng những cái social media như thế nào cho giống như bên này. Nói chung là mình làm mọi thứ cố gắng nhất để mà mình giống nhất với mọi người bên này. And then mình trở thành một con người khác luôn. Nhưng mà mình cảm thấy đánh mất bản thân, và thứ nhất là mình đánh mất cái culture của mình. Mình đánh mất cái identity của mình nữa. Cái identity là gì ta? Identity là gì? Cái gì? Thì chị share cái kinh nghiệm, thì chị may mắn hơn, chị qua đây với gia đình mà, cho nên là chị được đùm bọc rất nhiều bởi gia đình chị. Và chị cũng nhưng mà đúng là gia đình chị chuẩn bị cho chị rất là nhiều từ khi ở Việt Nam rồi. Chị đi học với em từ nhỏ, chị được tiếp xúc với cái văn hóa nước Mỹ rất là nhiều, từ âm nhạc cho tới phim ảnh cho tới mọi thứ. Thì chị I was really excited. Chị thích Mỹ từ nhỏ, cái cuộc sống, cái môi trường, cái văn hóa quá. Thì khi chị qua đây chị không có bị bỡ ngỡ gì. Và cái năm đầu tiên chị tự lập á,
coi như là bu bao ra khỏi gia đình đó, là cái năm đầu tiên chị đi học dưới sinh thì cũng có một chút bỡ ngỡ là làm cái gì đó một mình đó, đó là probably you're the same chưa làm cái gì đó một mình ở một cái thành phố bự người và thậm chí cũng nguy hiểm chứ không phải là an toàn cái gì hết. Rồi chị cũng trải qua rất là nhiều cái transition để thích nghi với cái cuộc sống mới. Nhưng mà nếu mà chị nghĩ cái chuyện tự lập đó, nó rất là tốt với tất cả chúng ta. Đúng rồi. Khi mà tự lập đó, chị không bị dựa dẫm vào bản thân, chị không bị dựa dẫm vào bố mẹ, chị không bị dựa dẫm vào gia đình, làm gì cũng phải tự làm. Mình học nhiều thứ lắm. Chỉ cách sống, cách ăn ở. Nhưng mà chị có một lời khuyên trên hành quốc tế các bạn đang sống tự lập thì lúc nào cũng phải trau dồi sức khỏe để giữ gìn sức khỏe. I've been there, kiểu chị thì khi chị xả láng chị ở mình ở tâm lạc muốn ăn gì là chị ăn, ngủ gì là đó coi như ngủ nghe giờ giấc ăn uống thì không ra gì hết trơn á. Cho nên là chị khuyên trên hành là các bạn phải cố gắng phải giữ được cái thói quen ăn uống sinh hoạt hàng ngày khi mà ở cùng với gia đình, có sức khỏe, có energy, physically, để làm những thứ. Đúng rồi. Cái đó là mình chẳng thì cái gì đâu mà sợ, chứ mình sợ. Đó là một thứ mà các bạn nên là gọi là excited about. Đúng rồi. Nên rất là phấn khởi vì điều đó, tại vì nó sẽ là một cái nếu cuộc đời là một chắc quyển sách mới. Nếu cuộc đời là một quyển sách thì đó sẽ là một cái chapter, một cái chương mới hoàn toàn của cuộc đời, mà nó sẽ mang lại cho các bạn nhiều hơn là mất. Tại vì lúc mà em qua đây một mình, sợ thì có sợ thiệt, nhưng mà lúc đó là thật sự phải gọi, không biết có dùng từ reborn được hay không. Reborn. Nhưng mà một cái chương mới luôn á. Tại vì hồi ở Việt Nam á, mọi thứ đều dọn sẵn ra cho mình trước đó. Hết mọi thứ đều được chăm chút, đều được bao bọc, không biết gì hết. Qua đây một cái phải học lại từ đầu. Đúng. Phải học lại từ đầu, từ những cái bước nhỏ nhất của cuộc sống. Ở Việt Nam vẫn còn ở Việt Nam học từ những cái bước nhỏ nhất của cuộc sống, như là nấu ăn nè, học chăm sóc nhà cửa, học quét nhà, lau nhà, học ví dụ cái ống nước hư thì phải sửa như thế nào, ví dụ cái cây của mình chết thì mình phải chăm như thế nào, đâu có ai giúp mình đâu. Thì mình học từ những cái thứ nhỏ nhất mà ở Việt Nam hay là ở với gia đình mình chưa có cơ hội mình được học điều đó. Ở Việt Nam em cũng thuộc dạng là như các bạn á, gọi là ba mẹ chăm sóc lo lắng từ nhỏ. Đa số là các bạn Việt Nam cũng được chăm gia đình, nói chung là gia đình. Em không biết nấu cơm, em không biết nấu ăn, em không biết giặt đồ, em không biết làm gì hết. Nói chung là chị ở nhà với ba mẹ chị cũng không bao giờ phải làm gì đâu. Chân ướt chân ráo, cái qua đây tự nhiên phải một mình handle hết mọi thứ, even tại vì hoặc là em handle hết mọi thứ từ tài chính, từ nhà cửa, chăm sóc nhà cửa như thế nào, phải lo balance giữa việc học rồi việc đi làm, and then chăm sóc bản thân mình nữa. Chăm sóc bản thân là một cái thứ là rất là mới hoàn toàn đối với mình lúc đó, tại vì ở Việt Nam là ba mẹ cho ăn gì thì ăn đó, giờ nào ngủ thì ngủ, sáng dậy đi học thôi chứ đâu có về biết được. Lúc đầu qua đây em cũng giống chị Nghi á, là như là mình được tự do quá rồi, mình thoải mái quá, một mình một cõi, không có ai làm phiền tới mình hết, ăn ngủ giờ giấc lộn tùm lum tùm la. Sau một thời gian em exhausted, một thời gian là không thể nào tiếp tục được như vậy được. Thì nên cái quan trọng nhất chị thấy mới có sức lực để làm những cái việc của mình muốn. Thì không có gì không sợ. Chúc vui mổ. Rất vui. Chị thích ở mình. Em cũng thích ở mình. Rất là vui. Lâu lâu về thăm. Chị thì may mắn có ba mẹ đây, lâu chị về thăm ba mẹ. Lâu lâu được mẹ nấu cho bữa ăn ở nhà đó. Lúc đó mẹ thấy quý. Đó mình thấy là wow. Hồi đó là con đến là sướng nhất. Nhắc đến chuyện đó thì mới nhớ là nếu mà các bạn sợ là xa gia đình mà kiểu xa mặt cách lòng hay sao thì không,
không hề. Lúc mà mình đi càng xa thì mình lại càng thấy quý đúng những rồi. Gì mình đã sẵn có. Mà thậm chí hồi đó em ở, hồi mà em còn ở Việt Nam, em còn ở với ba mẹ em, thì em với ba mẹ em gây lộn với nhau rất là nhiều. Tại vì thời đó, thời tuổi teen nổi loạn. Dạ, yeah, cái thời tuổi teen mà các mẹ nói gì là kiểu nói là phải cãi lại cho bằng được á. Rồi lúc ba mẹ nói gì cũng nói, ô ba mẹ nó có hiểu gì con, làm sao ba mẹ biết được con đang suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà nói chung là cãi nhau rất là nhiều. Không có ngày nào là không có tiếng, không có sự bất đồng, sự bất đồng quan điểm hết á. Ngày nào cũng có sự bất đồng với nhau hết. Nhưng mà sau khi đi ra đường, ra đời, ra đường. Ra đường. Ra đường và ra đời. Đúng, ra đường thì ra đường và ra đời rồi, một mình phải tự biết nhiều thứ, mình cũng va chạm nhiều với cuộc sống, cũng gặp người này người kia. Đó. Thì lúc đó mình biết ồ thật ra tất cả những gì ba mẹ mình nói đều là đúng hết. Nó hoàn toàn make sense. Ừ, đúng. Mà lúc vậy, đó giờ các bạn ai mà đang lại. Lúc đó mình mới cảm giác là lúc đó cảm giác là mình thương ba mẹ mình nhiều hơn. Khi mà mình ở xa, mình cảm giác là mình rất là quý những cái giây phút là mình khi mình trở về nhà, even một cái chén cơm, một bữa cơm ăn với gia đình thôi, mình cảm thấy là rất là quý. Mà hồi trước mình đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu lần đúng không? Hồi đó mẹ dọn cơm ra xuống ăn thì con ơi, toàn kiểu ơi không ăn món này, con không thích món này, con không thích ăn đâu, món khác, hoặc là thôi con không ăn bữa này, chút con ăn sau. Thì lúc mà sau khi này mình không có được những cái ngày, những cái bữa cơm vậy, là mình cảm giác là ồ mình quý. Khi mà mình trở về, mình mới cảm giác là ồ mình cảm thấy mình yêu thương ba mẹ mình nhiều hơn, cảm giác mình quý trọng những cái giây phút ở bên gia đình mình nhiều hơn. Thì đó là cũng là một việc mình sẽ học được khi mà mình di chuyển ở một môi trường khác một mình. Nó sẽ mang đến cho mình, nó sẽ mang cho mình nhiều bài học. Mình giống nãy em nói là được nhiều hơn mất. Được nhiều. Ok, coi như là từ hồi đó giờ nó chỉ rất nhiều về sự nghiệp học hành, nói từ lúc trời sáng tới lúc trời tối. Bây giờ bọn mình xin phép các bạn đi ăn. And we'll come back for another episode. Các bạn podcast là muốn tụi mình trở lại nữa thì comment and like and leave a comment below. Là các bạn có muốn suggest là có điều gì tụi mình làm chưa tốt, hay là có những góp ý hoặc là muốn mọi người nói về thêm gì vấn đề gì nữa thì thích xuân hiếu sẵn sàng. Mỗi tuần xuân hiếu sẽ làm một cái story để các bạn có thể gửi những câu hỏi của mình, và thậm chí các bạn có thể email xuân hiếu email below, và các bạn hỏi bọn mình bất cứ gì và mình sẽ nói chuyện và chia sẻ tất cả với các bạn. Ok, như là những người bạn gái với nhau. Yeah, both are talkative. Bye guys. See y'all.